các bạn, mình đang ở Bà Nà Hill. Mình đã đi một quãng đường là cũng phải 24 km từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến được Bà Nà Hill. Mình đang trên đường đi tới quầy vé đó các bạn. Đây là quầy vé của Bà Nà Hill Ticket Counter. Và đi vào trong này. Có muốn là mua vé chưa và đặt trước một hôm hôm qua luôn ạ. Hiện tại tụi em đang có chương trình giảm giá buffet sẽ là 70 baht, giá là 195. Còn khu trưng bày tượng sáp này sẽ là 90 một người, cùng với 9 nhân vật nổi tiếng. Ở trên cùng đúng không ạ? Ở trên cùng một khu vực này được. Cái này không có tiền hết. Là cái tiền vé là thêm buffet. Dạ, ngoài tiền vé ra thì buffet mình mua chuyến này sẽ được giảm 5%, tức là còn 195. Còn về khu trưng bày tượng sáp này sẽ là 90.000 một người. Cho em người hai vé nhé, cảm ơn. Đây là hai chiếc vé xung quanh Bà Nà Hill các bạn. Thì ở vé này nó là có mã để quét mã vuông. Mình sẽ nhìn thấy từ đằng xa có tối chói quá, không biết các bạn thấy không. Sun World Bà Nà Hill. Đây là lần đầu tiên tối đi Bà Nà Hill. Đây là đường đi tới chỗ ga cáp treo các bạn ạ. Tường cái nào nó cũng có nhiều kiểu cây leo lên rơi xuống, rất là đẹp. Phong cách ở đây kiểu cổ điển ý. Ga cáp treo, chúng ta đi tới ga cáp treo. Cái đường cũng đẹp đó anh, cái đường cái đó cũng đẹp kè đó vậy kìa. Các bạn nếu mà nhìn kỹ thì sẽ thấy một cái đường cáp treo như đó đó, đó đó đó, các bạn thấy không ta? Còn ở đây là một hồ cá. Hồi nãy là mình nhìn thấy cái chỗ hồi nãy mình kêu là kiểu phong cách là cổ điển ý. Thì bây giờ mình mới biết tên nó là vườn Hội An nên là tất nhiên là giống Hội An rồi. Kiểu cổ điển Hội An ý. Cả chắc là đi lâu lắm đến nơi, sẽ cắt đã lát tới nơi rồi mình quay tiếp nhé. Mình rất là ấn tượng với lại những cái trần nhà ở đây các bạn ạ. Tại vì là ở dưới kia thì nó có tranh vẽ trên trần nhà, còn đây thì có nguyên một dòng sông luôn. Một dòng sông với những con thuyền và hai đăng và lồng đèn nữa các bạn. Trời ơi, nhiều kinh khủng khiếp. Sao mà có thể nhiều lồng đèn nhỉ? Và bây giờ chúng ta nhìn xuống một chút xíu là sẽ thấy đây là cáp treo nè. Và hai người hả? Yeah. Từ đây có gì đâu mà quay. Cắt. Các bạn có nghe thấy gì không? Tiếng nhạc rất là du dương luôn. Ồ, thật sự là rất nhiều cáp treo đó các bạn. Các bạn nhìn đằng xa là có 1, 2, 3, 4 hàng cáp treo. Ở dưới kia có một con suối, các bạn thấy không? Đó, một con suối. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với tour tham quan Bà Nà Hills ngày hôm nay của chúng tôi. Quãng đường đi cáp treo bao gồm 5,2 km và sẽ rất là lâu, mình sẽ đi khoảng trong vòng 30 phút đó các bạn. Thì trong thời gian này mọi người hãy ngắm cảnh và có những bức hình thật là đẹp với Bà Nà Hills và cáp treo ngày hôm nay nha. Đi lên độ cao như thế này thì nó hơi ù tai một xíu. Thì nếu như mà ù tai thì mình chỉ cần nuốt nước bọt xuống thì sẽ hết ù tai. Ồ ok, mình vừa nuốt nước bọt rồi đã hết ù tai rồi. Mình cảm thấy giọng mình cũng phải to hơn rất nhiều các bạn ạ. Thì đây là lần đầu tiên mà tôi đi Bà Nà Hills. Cáp treo thì mình cũng có đi trước đây lúc ở Vũng Tàu rồi. Nhưng mà có lẽ đây sẽ là lần mà đi cáp treo dài nhất của mình luôn á. Bà Nà Hills nó là như kiểu một cái khu du lịch cao cấp đó các bạn. Cho nên là ngay từ lúc mà mình đi trên cái đường thôi nó rất là đẹp, chăm sóc cây cối rất là kỹ càng, có người tưới cây này nọ kia. Xong rồi sẽ có người đứng để xem ngay chỗ cái đường đi á, người ta đứng ra có mấy cái quầy để kiểu như chào mình vậy á. Xong rồi tới gửi xe nè, rất là lịch sự, vừa mới đưa xe vào là người ta đã chào anh chị, xong rồi hướng dẫn cho anh chị, xong rồi mình đi tới mua. Tất cả mọi thứ đều rất là chuyên nghiệp ý. Thì đây đúng là kiểu như khu du lịch mà dành cho khách nước ngoài nhiều này. Nên là tiền nào của đó các bạn, nó rất là chuyên nghiệp luôn. Mẹ ơi,
bây giờ thì nó đang bắt đầu lên đến phần mây rồi, chúng ta đang chuẩn bị đi vào trong mây. Thì lên đến đây thì bắt đầu lặn rồi, hồi nãy ở dưới kia thì rất là nắng và nóng, nhưng mà từ đây á thì nó có mây này, sương mù mây và rất là lặn. Tới rồi á? Ôi tới rồi các bạn, mới thấy mây một xíu đã tới rồi. Vừa mới lên khỏi cáp treo và các bạn nhìn thấy gì không? Đây là một nơi rất là nổi tiếng đấy nhá. Đây là một cái cây cầu mà mọi người chụp hình sống ảo gần đây rất nhiều. Thấy không? Đấy. Trên này thì mây nhiều, nó hơi lặn một chút xíu. Các bạn ơi thì sau khi mà vừa đi đến cái cáp treo rồi đi lên nơi thì bây giờ mình lại đi thêm một cái cáp treo nữa để đi cao lên hơn nữa. À, trên này thì vẫn rất là nhiều mây. Mình không hiểu là sao là ở trên mạng mọi người chụp hình trông rất là nắng đẹp, nhưng mà lên đây thì thật sự không phải là do thời tiết đâu. Ở dưới kia rất nắng nhưng mà đây là mây hết luôn. Nó lạnh lắm á, à, không phải là quá lạnh nhưng mà mặc áo khoác rồi để cảm thấy ấm áp hơn. Mình đã lên cáp treo và đi vào trong này rồi. Đây là trong kiểu trong một cung điện các bạn. Trời ơi nhìn này, đẹp thế. Đúng là hơi lạnh ấy, nó cảm giác giống như là Đà Lạt vậy. Wow, sương mù bao vây khắp nơi. Đây gọi là quảng trường. Ồ, bên kia rộng lắm luôn ấy. Trời ơi. Chưa đó, người nước ngoài hát đó nha. Sống quý đỏ. Mới này là mô hình hay là cây thật? Trái thật ta? Ê, các bạn nhìn giống thật lắm luôn ấy. Phải không vậy? Cái chai bí ở dưới á, y như thiệt luôn. Và đây là một cái nhà bí đỏ. Đây là trái cây thật đi. Mình thấy có táo kìa. Các bạn, đây là táo thật các bạn ạ. Mình nghĩ cũng là bí thật và dưa không thật luôn. Các bạn ơi, mình dù người ta nói là không sợ về hiện vật nhưng mà hồi nãy mình có sờ thử một xíu cái cuống của cái bí đỏ thì nó là trái thật, các bạn ạ. Táo là thật, dưa hấu là thật, mà bắp cũng là thật luôn. Gì? Thật luôn. Thật luôn, chỉ có mấy cái mô hình nó giả thôi, mấy cái này. Cái này không biết, không dám sờ. Mình vừa mới mua một ly cà phê sữa đá, một ly cà phê sữa đá đây là 49.000. Các bạn ơi, đây là người đang trang trí cho chuẩn bị Halloween đó các bạn. Halloween thì khoảng tầm 31 tháng 10 nhưng bây giờ đã trang trí rồi. Và thực sự là rất nhiều hoa đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Tất cả đều là hoa thật. Ở đây nó kiểu mình cảm thấy là một nơi rất là lý tưởng với mình luôn ấy, tại vì nó là toàn hoa tàn, là toàn những thứ tự nhiên, không có gì là giả cả. Đây là hoa hướng dương thật luôn ấy. Mà đều đó các bạn, chỗ cây nào cũng có hoa cả. Hay nhỉ? Tại sao mọi người có thể chăm sóc nó mà kiểu hay nữa như vậy? Mà ở đây á, nó có rất nhiều dây leo. Đây, các bạn thấy không? Đây là dây leo mà kiểu giống như trong những câu chuyện cổ tích ở nước ngoài ngày xưa. Rồi có những cái dây leo bám trong lâu đài như này này đó. Để mọc rất là nhiều hoa này. Đây nữa. Nè. Wow, quá trời luôn. Thật ra trước đây thì mình đã đi Đà Nẵng nhiều lần rồi, nhưng mà mình nghĩ là cái giá vé nó hơi lớn nên là mình chưa đi, bây giờ thì mình mới đi. Thì rất là đáng tiền các bạn ạ, tại vì trên này nó là một cái gì nó khác hẳn. Có rất nhiều khách du lịch nước ngoài, người ta đến Việt Nam chỉ để đi Bàn Hill thôi. Công nhận, nhưng mà nó rất là đầu tư. Thôi, bây giờ thì mình đang ở ngay trung tâm của Bàn Hill. Đây nơi mà có cái chữ Sun World ta đùng và xoay như này đấy. Thì cái chú phép đấy là rõ rệt. Và rất nhiều tòa lâu đài. Hôm nay rất nhiều cặp đôi chụp hình cưới. Nhiều lắm luôn. Tổ đàn lạc vào trong một khu làng phép. Nhạc ở đây rất là hợp luôn đó các bạn. Có một cái xích đu.
Bây giờ thì mình đang ở trong khu vui chơi ở Paradise Hills, có tên là Fantasy Park, là kiểu như công viên lạc vào một khu rừng cổ đại các bạn ạ. Rất nhiều khủng long, rất là cao và rất nhiều cây thằng lằn sấm. Wow, rất là hoành tráng luôn, và có lá cây cái kiểu nó đẹp hơn là cái công viên khủng long gì ở suối Tiên Đầm Sen rất là nhiều. Trời ơi, ghê quá các bạn nghe thấy tiếng hú không? Trời ơi, đi qua đây một mình sợ vãi. Mình cũng không hiểu sao bây giờ mình có một mình trong này. Người cổ đại các bạn ạ. Trời ơi các bạn ơi, nó giống quá à. Nhìn sợ vãi, tự nhiên đi một mình. Một cái rất là hay nhá, là mình bấm nút information này. Đấy, bấm nút information là nó còn nó kêu lên. Sao nó sẽ giống nhất các bạn ạ. Ui, nó giống nhất kìa, các bạn thấy không? Tay nó giống nhất kìa. Công nhận phong phú. Ui, thật sự con này giống như cái đầu kìa. Ui. Ui. Nó giống như tay nữa. Lọc cà lọc cà lọc lọc cà nhông nhông nhông. Lọc cà lọc cà lọc lọc cà nhông nhông nhông. Nhông 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 cha làm con ngựa. Mình vừa mới từ trong cái chỗ này mê cung huyền bí đi ra. Bí quyết để đi được mấy cung là gì không? Đó là bám vào bên tường phải nha, luôn luôn bám vào bên tường phải thì các bạn mới có thể đi ra khỏi mấy cung đường, còn không thì có thể bị lạc. Nếu mà hên xui thì có thể ra được đấy, nhưng mà rất là khó. Ok. Chào các bạn, bây giờ thì mình đang ở trên một cái gọi là nhà hàng ở ngay trên một tòa tháp trong Bà Nà Hiêu luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem ở dưới đang có cảnh tượng như thế nào nhá. Ok, các bạn thấy gì không? Đấy là xếp hàng các bạn. Ban đầu á là mình cái chỗ này đây là nơi mà mình sẽ chơi cái trượt cỏ đi xuống ấy, trượt máng, trượt xe trượt đi xuống. Thì người ta xếp hàng từ đây đến đây lên tới đây. Lúc nãy mình thấy mọi người xếp hàng đến đây mình thấy quá đông nên mình không chơi, xong bây giờ nó xếp hàng trước khi tụi mình đi ăn á thì nó tới đây. Bây giờ thì nó đã qua đến đây luôn rồi. Bạn thấy không? Rất là nhiều luôn, mọi người xếp hàng nhiều kinh khủng khiếp. Và người ta ngồi lê lết để xếp hàng luôn. Nhưng mà rất là đáng. Cái điều là mình nghĩ là mình sẽ không đủ kiên nhẫn để mà đi ra tận đấy mà chơi được bạn ạ. Ôi trời mưa rồi, trời bắt đầu mưa. Hôm nay thì hơi nhiều mây một chút xíu nên là mưa. Đây là cái đường trượt cỏ đó bạn nè. Nó sẽ trượt từ đây trượt xuống rồi vòng rất là dài. Rất là dài xuống đó rồi mọi người lại kéo xe lên đây lại đó. Nó thật sự là dài lắm luôn ấy. Và lúc mà mình nhìn á thì mình thấy nó cực kỳ đã, nhưng mà mình không có đủ thời gian để mà đứng nó chờ mà nó lâu lắm. Do đó là mình đã đi xuống cái khu mà chơi trò chơi để mà mình chơi những cái trò chơi khác, những trò video game. Nó sẽ không có tốn phí này, không cần phải mua coin để mà chơi, không cần mua xu để mà chơi, và cũng có rất nhiều trò thú vị ở dưới đó nữa. Đấy, thì mình xuống đấy chơi luôn chứ không thể nào chờ nổi cái trò này nữa rồi. Tại vì thực sự là lâu lắm các bạn ạ. Xếp hàng dài dằng dặc.